Trong thời điểm bước vào mùa thu đông, người dân hưởng ứng chương trình tiêm vaccine ngừa cúm. Do dịch COVID-19 vẫn là mối hiểm họa đe dọa trên toàn cầu, số lượng người dân tiêm vaccine ngừa cúm trên toàn Đài Loan tăng so với mọi năm. Điển hình là tại Cao Hùng, chương trình tiêm chủng mới bắt đầu chỉ trong vòng 3 ngày đã dùng hết 160.000 liều, tăng trưởng gấp 4 lần so với năm ngoái. Để đảm bảo đủ lượng vaccine, vào ngày 8 đã bắt đầu phương án kiểm soát số lượng phân phối vaccine tại các trung tâm y tế, hạn chế lượng tiêm hàng ngày là 1.000 liều, tại các bệnh viện cấp khu vực là 40 liều. Lượng vaccine do chính phủ hỗ trợ năm nay là hơn 6 triệu liều, vaccine dịch vụ là 1,16 triệu liều. Thế nhưng chỉ trong vòng 3 ngày đã sử dụng hết 1.263.000 liều vaccine của chính phủ, tăng trưởng 55% so với năm ngoái. Tại nhiều bệnh viện ở Đài Bắc và Tân Bắc lần lượt rơi vào tình trạng hết vaccine. Vào ngày 8, Bệnh viện Đại học Đài Loan và Á Đông đã khôi phục dịch vụ tiêm chủng do đã nhận được vaccine bổ sung. Ngoài ra, 30 cơ sở y tế tại Đài Trung cũng mở cửa phục vụ tiêm chủng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. Tuy nhiên, cũng nhắc nhở người dân nên gọi điện xác nhận trước khi đến các cơ sở y tế tiêm chủng. Bộ Y tế và Phúc lợi dự kiến sang năm sẽ nâng mức phí bảo hiểm y tế mà người dân phải chịu trong chi phí điều trị nội trú từ 39.000 đài tệ tăng lên 41.000 đài tệ. Hạn mức tối đa cả năm là từ 65.000 đài tệ lên 69.000 đài tệ, đạt mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm. Ước tính có khoảng 14.000 người chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, các trường hợp bệnh nặng nằm ngoài quy định trên. Trước bối cảnh mức chi phí nằm viện sẽ điều chỉnh tăng vào năm tới, các bác sĩ đề nghị rằng nếu vật tư y tế sau khi sử dụng xong được làm vệ sinh và khử trùng hoàn toàn, cộng thêm công tác quản lý có hiệu quả của Bộ Y tế và Phúc lợi thì hoàn toàn có thể tái sử dụng, như thế có thể giảm được gánh nặng cho người dân. Ngoài ra, bắt đầu từ năm sau, lương cơ bản sẽ điều chỉnh tăng 200 đài tệ, chi phí bảo hiểm cũng được điều chỉnh tăng theo, có khoảng 2,85 triệu người phải chi trả thêm từ 3 đến 70 đài tệ chi phí bảo hiểm mỗi tháng, ước tính số tiền bảo hiểm thu về là 500 triệu đài tệ. Vào khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 8 tháng 10, một chiếc xe thiết giáp của Đại đội Phòng thủ Liệt Dữ thuộc Bộ Chỉ huy Phòng vệ Đồn trú tại Kim Môn, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tiếp nhận kiểm tra tại Trung tâm Nam Trắc Tiểu Kim Môn, trên đường trở về doanh trại đã xảy ra tai nạn. Xe bị lật ngửa và bốc cháy. Tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương. Trung sĩ Họ Lâm tử vong sau khi đến bệnh viện. Còn Hạ sĩ Họ Lưu, người điều khiển xe thì bị thương ở tai, không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc xe thiết giáp gặp nạn là loại xe tăng hạng nhẹ M41A3. M41 còn được biết đến với biệt danh Walker Bulldog, là loại xe tăng có số lượng nhiều và được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội, có lịch sử bảo vệ Đài Loan gần 62 năm. Bộ Chỉ huy Phòng vệ Kim Môn cho biết, sau khi tai nạn xảy ra đã sắp xếp cho gia quyến đến Kim Môn để lo hậu sự và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Mỏm Đá Voi là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thủy Vương, Tân Bắc, thu hút nhiều người đến để lướt sóng lặn biển. Thế nhưng vào 2 giờ sáng ngày 8 tháng 10 đã xảy ra vụ tai nạn, hai người câu cá bị cuốn xuống biển do gặp phải sóng lớn. Hiện vẫn chưa được tìm thấy. Đội cứu hộ trên không và lực lượng tuần tra trên biển đã điều động trực thăng và tàu biển ứng cứu. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục nhưng vẫn chưa tìm thấy người bị nạn. Nhân viên cứu hộ cho biết do khu vực tại Mỏm Đá Voi có sóng rất lớn cộng thêm thời điểm sóng cồn ập tới rất khó tiên lượng. Mặc dù Cục Khí tượng Trung ương đã cảnh báo bão từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, nhưng tại đây vẫn có rất nhiều người câu cá bất chấp nguy hiểm. Do Cục Khí tượng đã phát cảnh báo gió mạnh từ ngày 8 đến 10 tháng 10, nên chuyên gia khí tượng nhắc nhở người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh nên tránh đi đến các bãi biển ở vùng Đông Bộ và Bắc Bộ.